Thưa quý vị, Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi các đơn vị liên quan về việc điều phối hoạt động bay trong điều kiện thời tiết sương mù, mây thấp ở các sân bay phía Bắc. Các hãng hàng không cần chủ động theo dõi diễn biến thời tiết, có phương án hoạt động khai thác phù hợp. Các hãng cần thông báo kịp thời và có phương án phục vụ hành khách trong trường hợp thay đổi kế hoạch vận chuyển. Tổng công ty cảng hàng không và các cảng hàng không tăng cường bố trí lực lượng phục vụ điều hành kịp thời, giải phóng máy bay, triển khai các phương án xử lý trong trường hợp hoạt động khai thác bị ảnh hưởng do các tác động của thời tiết.